cả nhà. Chị xin gửi lời chào đến tất cả quý vị, các khán giả đang xem video của chị trong ngày hôm nay. Thì hồi tuần trước đó, chị có chia sẻ với các bạn một cái video mà chị bị một người khách hàng gieo nhầm tiền cho mình. Sau đó thì chị ấy đã không có kiên nhẫn đợi mình chuyển tiền trả lại cho chị ấy, mà chị ấy còn nhắn tin rủa xả mình rất là thậm tệ, và sau đó còn đòi đưa mình lên trên mạng cộng đồng xã hội để cho mọi người tránh xa mình nữa. Thì sau khi mà Chi chia sẻ cái video đó, cũng có rất là nhiều người đồng cảm vào chia sẻ những cái cảm nghĩ của tất cả cả quý vị về những cái cách hành xử của cái chị khách hàng này đối với mình. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có một số những cái comment rất là tiêu cực. Nhưng mà Chi nghĩ rằng không biết là những cái người này họ có hiểu cái vấn đề Chi nói hay không, hay là họ cố tình họ lại nói theo cái suy nghĩ của họ, cho nên là Chi sẽ để những cái comment ở đây cho tất cả quý vị có thể xem, hoặc là các bạn có thể xem lại cái video trước ha. Cái video trước thì những cái comment vẫn còn ở trên đó, thì các quý vị có thể đọc lại cái comment đó. Thì đây là những cái comment mà các chị có thể đọc, rồi sau đó Chi sẽ phân tích và Chi trả lời cho tất cả những cái người khán giả nào đã để lại những cái comment này, hoặc là Chi chia sẻ cụ thể thêm về những cái điều mà Chi chưa có nói hết trong những cái video trước nha. Thì đây là những cái comment các bạn xem, những cái người này người ta nhắn như thế này: rõ ràng là con Chi này muốn ăn cắp tiền của chị kia, tiền vô nhà băng nó rồi mà khăng khăng không chịu trả lại, chị còn nói vòng vo tam quốc kiếm cớ để chạy tội. Hãy đăng lên mạng đi cho mọi người biết mặt thật của con Chi này, để mọi người tẩy chay tên kênh của nó. Con này là thứ đanh đá, mưu mô xảo quyệt. Một cái comment khác là: chị ấy sợ mất tiền, nóng lòng chờ đợi hết buổi chiều và tối vẫn không thấy Chi Pru chuyển lại, và đến sáng ngày mai Chi Pru vẫn tiếp tục bận công việc nên quên đi vụ ấy, nên chị ấy quá bức xúc và hồ đồ. Thì chị ấy có lỗi, nhưng Chi Pru bận việc thì Chi Pru tự biết chứ chị ấy đâu có biết. Sáng ngày sau cũng nên nói chuyện với chị ấy là có nhận và sẽ trả lại, còn cứ để không nói tới thì chị ấy trở nên bực tức là chuyện bình thường. Thôi thì người ta có lỗi, mình cũng có thiếu sót nên mới xảy ra sự việc. Nói chị ấy rút lại lời nói đã rủ Chi Pru và kèm theo một lời xin lỗi, thì sau đó Chi Pru gửi trả tiền lại cho chị ấy đi. Vì tức giận chị ấy mà không trả lại thì lương tâm mình cũng không an yên đâu. Rồi một cái comment khác là: cô Chi này hay bị người ta viết complain như vậy, không hiểu vấn đề ra sao. Có lúa không có lửa thì làm sao có khói. Rồi những cái comment khác là: bà này nói chuyện vô lý, bận vì mà không check điện thoại được, tôi chẳng tin. Trong khi người ta gửi lộn tiền người ta cũng nóng lòng, mà bà nói bà bận không check điện thoại được, tôi thấy chuyện vô lý quá. Rồi một cái comment khác là: nếu mà bà không muốn gửi lại, gửi đó mà xài, mà giờ bắt người ta phải xin lỗi, mắc cười. Rồi một cái người khác cũng trả lời là: đúng rồi chị ơi, người ta đã gửi lộn rồi thì trả lại cho người ta đi. Chị lý do nhiều quá nên quên gì mà cả ngày như vậy, đồng ý người ta có nổi nhưng ai cũng phải nóng ruột thôi chị à. Cái này có lẽ là người Bắc cho nên họ nhắn tin hơi sai chính tả một chút xíu. Rồi một cái comment khác là: thật sự khi mình gieo tiền thì bên kia sẽ nhận được liền, và đôi khi cũng vài tiếng mới nhận được, chi là người làm ăn sẽ có cái app trên phone. Chị ấy có thể hiểu lầm là Chi không muốn trả lại, và cũng có thể thật sự số tiền đó con chị ấy đang mong đợi làm cho chị ấy nóng lòng. Khi mà mình sốt ruột một điều gì đó thì sẽ mất đi bình tĩnh. Có thể chị ấy từng là khách hàng của chị ấy nghĩ sao lại thiếu quan tâm vậy. Rồi những cái comment khác là: trời, gieo tiền qua là qua liền, đâu có cần chờ 24 tiếng má ơi. Rồi một bạn khác trả lời là: Z, bạn nói đúng đó, gieo là tiền vô liền, vì mình xài gieo rất nhiều, mỗi lần mình gieo là khách trả lời lại liền trong vòng mấy phút thôi. Và bây giờ thường là người ta check nhà băng trên app phone mình không à. Rồi có người cũng comment là:
Trời phải thông cảm cho người ta, mình có tiền thì khác, trong khi cần gieo cho con gái đi đường xa, câu giờ làm gì, mệt. Rồi đó là những cái câu comment mà những người khán giả đã xem video của Chi, đã trả lời trên cái video của Chi ha. Thì bây giờ Chi sẽ phân tích từng những cái câu trả lời của tất cả quý vị, và để cho mọi người sẽ hiểu thêm về cái vấn đề mà gieo tiền và về cái cách hành xử của mình trong những cái sự việc xảy ra nha. Cái thứ nhất á, là những ai mà chưa có xem kỹ những cái video mà Chi đã chia sẻ thì các bạn có thể vui lòng xem lại cái video trước. Video đó Chi đã nói rất rõ, Chi đã kể đầu đuôi ngọn ngành là khi chị ấy gọi điện cho Chi như thế nào, và trong cái hoàn cảnh đó Chi đang làm gì, Chi đang bận gì, và Chi đã nhắn tin lại cho người đó ra sao. Và sau đó là sáng ngày hôm sau là chị đã gọi cho Chi như thế nào, Chi đã nói rất rõ trong video đó luôn. Chi nói chuyện cái gì, bất cứ làm một cái gì, Chi nói chuyện phải có đầu có đuôi đàng hoàng, chứ không phải là Chi nói ngang mà các chị không hiểu ha. Cho nên cái việc mà những người này á mà nói là Chi cố tình không trả, hay là người ta đã xin lỗi rồi thì trả lại đi chứ đừng có lấy tiền của người ta, là không có an yên đâu hay thế này thế kia đó, thì Chi chỉ nói một cái rút ngắn một cái câu chuyện hôm trước để cho mọi người hiểu như thế này nha. Khi chị ấy gọi cho Chi là lúc đó Chi đang ở trên đường ha, Chi đang ở trên đường mà Chi thường là Chi lái xe là Chi không nghe điện thoại luôn, hoặc là Chi nghe điện thoại và Chi cũng không thể check điện thoại luôn. Nhưng mà ngày hôm đó anh xã Chi ảnh lái xe cho nên là Chi vẫn cầm điện thoại, Chi check điện thoại, Chi thấy là nhà bank chưa có vô tiền. Cho nên là Chi mới nhắn lại cho chị ấy là Chi nói là chị ơi, em chưa có thấy tiền vô, khi nào em về em check lại, nếu mà tiền vô rồi thì em sẽ chuyển lại cho chị liền. Rồi sau đó chị nhắn lại cho chị một câu sau, rồi chị nhắn cho chị, có nghĩa là trong cái lúc mà lái xe đó chị đã nhắn cho chị hai tin, là chị nói chị yên tâm đi, khi nào tiền vô là em sẽ nhắn là em sẽ gieo lại cho chị liền nha. Đó là cái mà chị đã làm cho người ta đã yên tâm rằng tiền của người ta chuyển vào cũng không có mất đâu. Bởi vì ví dụ như các bạn mà lỡ các bạn có gieo lộn cho ai đó thì các bạn cũng không thể biết người ta ở đâu để các bạn có thể nói chuyện với người ta để người ta lấy tiền, để các bạn lấy tiền lại, đúng không? Còn lần này các bạn gieo tiền cho Chi hoặc là cho một cái người nào mà các bạn biết, thì các bạn đã gọi cho người ta, các bạn đã nhắn cho người ta, có nghĩa là các bạn đã hiểu cái người đó như thế nào rồi. Chẳng hạn như cái chị này, chị nhắn cho Chi là chị đã nhắn gọi liền cho Chi Chi ơi chị chuyển nhầm, có nghĩa chị đã là từng là khách hàng hoặc là chưa là khách hàng của Chi, nhưng mà chị đã theo dõi trên cái kênh video của Chi rất là nhiều lần, nhiều năm rồi, chị mới hiểu được Chi, chị đã biết Chi, chị có cái danh sách của Chi hoặc là chị có hỏi Chi để mua hàng. Thành ra chị hiểu được cái tính cách con người của mình, biết mình ở đâu, biết mình làm gì, công việc của mình như thế nào, chứ không phải là chị chuyển nhầm cho một người mà chị không quen biết. Cho nên khi chị gọi cho Chi là Chi đã nhắn chị hai tin là chị yên tâm đi, em đi công chuyện, tối em về em check lại, nếu mà có thì em sẽ chuyển lại. Đó, cho nên Chi đã nhắn tin, Chi trả lời cho chị ấy rồi ha. Đó mà chị còn chưa yên tâm nữa. Rồi ngày hôm sau, sáng ngày hôm sau chị gọi cho Chi, Chi đang bận việc Chi không nghe, cho nên là chị đã nhắn những cái tin đó. Thì kể từ lúc mà chị nhắn tin cho Chi qua tới ngày hôm sau chưa đầy 24 tiếng nha các bạn nha. Chưa đầy 24 tiếng, trưa ngày hôm trước và đến sáng ngày hôm sau, 9-10 giờ sáng ngày hôm sau là chưa đầy 24 tiếng mà chị đã nóng lòng mà chị rủa xả mình và chị còn đòi đưa mình lên cộng đồng mạng xã hội. Thì các chị thấy rằng cái đó là có cái sự kiên nhẫn hay không? Ở đây á, là Chi đang nói không nói là ai đúng ai sai. Cái vấn đề á, mà Chi nói rằng là Chi check tài khoản mà nó chưa vào, hoặc là Chi không thể check tài khoản liền được. Mọi người nói rằng bây giờ xài trên app mình chuyển tiền là mình check một cái là nó qua liền. Ok, các bạn có thể đúng. Nhưng đối với Chi, một ngày Chi nhận tiền gieo không biết bao nhiêu người, và Chi gieo cho lại cho những khách hàng, những cái người mà Chi trả commission cho người ta trong cái công việc của Chi, Chi cũng làm rất là nhiều mỗi ngày. Nhưng mà có những lúc á mà mình gieo là người ta qua liền, coi như tiền nó qua liền. Nhưng có nhiều lúc á mình gieo nó sẽ bị pending, hoặc là mình gieo vào cuối ngày, có những ngân hàng nó giữ lại cho mình 2 ngày, 3 ngày, qua tới đầu tuần nó mới vô. Hoặc là có những cái khoản tiền mà Chi gieo một lần mà số tiền mà nó lớn á, ví dụ 5.000, 7.000 trong cái business gieo của Chi á, là số tiền lớn quá, ngân hàng nó hô lại luôn, nó hô lại luôn đến 2 tuần lễ sau nó mới có thể cho mình nhận cái số tiền đó, hoặc là một tuần sau hoặc là 2 tuần sau nó giữ lại.
chứ không phải là lúc nào mình gieo là tiền nó sẽ qua liền đâu các bạn nha. Còn cái số tiền này á, là các chị khách này chỉ gieo cho Chi á, là chỉ có 560 mấy đồng thôi, không phải là số tiền lớn. Mà Chi bảo đảm cái số tiền này cũng không phải là chỉ gieo cho con chị luôn. Nếu mà gieo cho con mình, ví dụ mình số tiền mình gieo 200, 500, 300 mình không nói. Còn đây là số tiền gieo 561 đồng, là cái đó là con số lẻ, là chỉ mua hàng thôi. Nhưng mà chỉ mua ở đâu đó, chỉ không phải là mua của mình, nhưng mà cái đó mình không có nói các bạn. Nhưng cái số tiền đó là Chi biết là chỉ mua hàng ở đâu đó, chỉ gieo nhầm. Nhưng mà khi mình check cái tài khoản lúc đó chỉ nói mình mở lên liền, là mình chưa có thấy thông tin nó vào, chưa thấy luôn các bạn. Cho nên khi mà Chi nhắn cho chị là lúc đó Chi biết rằng là Chi có công việc, Chi nói là tối em về em check lại, nếu mà có thì em sẽ gieo. Nhưng mà tối Chi về Chi lu bu, thật sự Chi không nhớ, bởi vì đó là không phải là cái chuyện quan trọng. Tại vì cái đó là người ta gieo nhầm cho mình thì mình đã nhắn tin cho người ta rồi. Có thể ngày mai mình sẽ check lại, hay lúc nào mình rảnh mình sẽ check lại. Cái chuyện mà các chị gieo nhầm cho một người nào khác, đó là lỗi của các chị chứ không phải là lỗi của người ta. Mà người ta phải làm liền cho mình ngay cái lúc đó. Ví dụ như Chi rảnh đi, Chi rảnh với các bạn đi, người ta làm một cái gì đó, các bạn đang rảnh các bạn có thể làm liền. Còn đối với Chi á, tất cả những cái gì mình làm á, là cũng phải có cái lúc nào mình rảnh rỗi, hay làm công việc nào mình sẽ làm ra công việc đó. Giống như Chi nói với mọi người rằng khi mà thí dụ ai đó mà các bạn đi đến một cái thành phố nào, các bạn đi du lịch đi, các bạn đi đến một cái thành phố nào xa mà các bạn cần phải cầm cái điện thoại các bạn coi đường để cho cái người bên cạnh người ta lái xe, thì các bạn không thể nào mở các điện thoại ra, các bạn check điện thoại, các bạn làm một cái công việc khác. Bởi vì các bạn làm như vậy thì cái người bên cạnh làm sao người ta lái xe. Cho nên người ta đang cần cái điện thoại của các bạn để xem vị trí, để xem cái định vị để người ta đi. Đó là cái hoàn cảnh lúc đó của vợ chồng Chi, là Chi với anh xã Chi đang đi ở trên Atlanta, là Chi đi vòng vòng, Chi đi suốt ngày từ đó cho tới chiều tối, Chi đi mua tiệm nail, Chi đi làm công việc này công việc nọ. Và cái chuyện mà người ta gieo nhầm tiền cho mình nhầm lẫn á, là cái chuyện đó không phải là gấp rút đến nỗi mà Chi phải làm liền ngay lúc đó. Các bạn hiểu không? Đó không phải là cái việc của mình, mà cái việc là của cái người khách này, người ta gieo nhầm cho mình thì tiền đâu vẫn còn có đó. Khi mà người ta gọi cho mình hoặc là người ta nhắn tin cho mình mà người mình không nghe máy, hay là một vì cái lý do nào đó đó mà người ta sốt ruột, người ta lo lắng mà Chi không nói. Còn đằng này Chi đã nhắn lại hai tin rồi, có nghĩa là chị ấy cũng phải yên tâm là Chi nó đã nói rồi, khi nào nó có thì nó sẽ gửi lại. Hoặc là như thế nào đó, mình quen biết với nhau, mình đã hiểu được cái người đó như thế nào rồi, thì mình đâu có cần nặng nhẹ lớn tiếng hay là rủa xả người ta với một cái cách hành xử như vậy đâu. Các chị có hiểu vấn đề ở Chi nói hay không? Có nhiều người á, có những cái comment như các bạn thấy á, nói là Chi cố tình không trả lại. Chi đã gieo lại sáng ngày hôm sau khi mà Chi nhận được cái tin nhắn đó. Chi rất là giận dữ, đáng lý là Chi cũng không, mình không nghĩ là mình lấy cái số tiền này để làm gì. Nhưng mà mình rất là giận cái cách hành xử này, cho nên là Chi mới nói với chị, Chi chỉ nhắn tin lại cho chị và sau đó Chi gọi điện thoại cho chị luôn. Chi nói là Chi trả tiền lại cho chị, không phải là vì Chi sợ chị đưa Chi lên mạng. Nhưng mà bởi vì cái số tiền đó nó không có làm cho Chi giàu hơn, 500-600 đô đối với Chi nó không có làm một cái gì hết. Cho nên đó là cái việc bởi vì Chi quá bận và Chi không thể gieo lại cho chị liền ngay lập tức được. Nhưng mà chị cũng không nên nói với Chi những cái lời nói như vậy. Cho nên là trong cái cuộc sống đối với Chi là Chi nói rằng là cái thông điệp mà Chi muốn nói trong cái video đó là khi mà mình làm một cái gì đó là mình nên phải xem xét lại cái cách hành xử của mình. Ví dụ như mình lỡ mà mình có gieo nhầm cho ai đó, hay là mình có lỡ làm một cái gì đó sơ suất vì cái lỗi của mình đi, mình nhẹ nhàng, mình năn nỉ, mình xin lỗi người ta, hay là mình là nói một cái cách nào đó để người ta có thể vui vẻ, người ta cảm thấy là người ta thấy cái sự thân thiện của mình, hay là cái sự có thành ý của mình, người ta có thể trả lại cho mình, rồi người ta có thể bỏ qua cái lỗi lầm đó cho mình. Còn đằng này là mình gieo nằm nhầm cho người khác mà mình còn chửi, còn rủa xả người ta, còn đòi hăm he đưa người ta lên mạng. Thì cái đó các bạn đang chọc giận, chọc điên người ta lên. Đối với những người khác á, có nhiều người trong cái comment các bạn có thể đọc đó, các bạn thấy đó, gặp người ta là người ta không trả lại luôn. Không trả không phải là người ta tham số tiền đó, mà người ta không trả để coi các chị làm cái gì, đúng không? Coi các chị có thể đưa lên mạng, các chị có thể làm cái gì với mình, rồi người ta lấy cho bỏ ghét á. Đó là như vậy đó. Cho nên á, những người mà xem video của Chi á,
Thì thông thường có rất là nhiều người người ta xem là người ta sẽ hiểu liền, nhưng có nhiều người chị không hiểu là các chị vô tình hay là các chị cố ý hay là các chị thật sự không hiểu những cái gì mà chị nói, nhưng mà vô coi như là phán như đúng rồi, họ nói những cái câu nói giống như nó đi ngược lại những cái gì mà mình đang chia sẻ đó. Thì chị biết làm cái công việc mà chia sẻ trên mạng, trên những cái social media như thế này á, thì cũng không tránh khỏi những cái luồng dư luận trái chiều. Có người sẽ nói theo cái ý của mỗi người khác nhau, có người nói như thế này, có người như nói khác, có người, nói chung là mình không có trách cái việc mà các bạn đưa những cái ý kiến trái chiều ra, nhưng mà cái gì nó cũng phải hợp lý, cái gì nó cũng phải đúng tình đúng lý, đúng không? Khi mà các bạn gieo cho một cái người nào đó trên mạng, các bạn mua hàng chi, cái này là nói là nó đúng luôn, chứ không phải nói là về cái trường hợp của chi không đâu. Các chị mua đồ ở trên mạng mà các chị gieo nhầm tiền cho ai đó rồi là các chị không thể lấy lại được, mất luôn, là các chị không đòi ai được hết đó, khỏi cần rủa xả luôn nữa. Tại có rủa đi chăng nữa các bạn cũng đâu có lấy lại được tiền, cũng đâu có biết người ta là ai. Còn những người mà mình gieo mà mình biết cái người đó là quen biết với mình rồi thì mình cũng đã có cái sự yên tâm là cái người này cũng không có mất tiền đâu, tại vì mình biết cái người này người ta đàng hoàng, mình biết được cái người này người ta là buôn bán kinh doanh, hay mình biết người đó là bạn bè của mình, hay là mình giao lộn với nhà gia đình của mình thì mình biết nó đâu có mất tiền, đúng không? Mà tại sao chưa đầy 24 tiếng mà lại sốt ruột mà lại chửi rủa người ta một cái cách như vậy? Cái đó là Chi chia sẻ cái sự bức xúc của Chi khi tự nhiên mà mình không có phải là cái người vướng vào cái chuyện này. Đáng lý là chi đâu có phải bị rối não trong cái vấn đề này đâu. Mình bao nhiêu công việc mình phải xử lý, mình phải giải quyết, tự nhiên cái bị gieo tiền lộn xong rồi còn bị rủa xả, còn bị đòi đưa lên mạng. Thử gặp như các chị, thử các chị bình tĩnh không, các chị có thể xử lý như cách nào, đúng không? Cho nên là chi chỉ chia sẻ, đó là một cái cách mà chi chia sẻ để cho mọi người biết, nếu ai đã gặp trong cái hoàn cảnh của chi, có thể là mình biết cách để mà mình có thể hành xử một cách tử tế hơn, đúng đắn hơn và nó hợp lý hơn, chứ không phải là cái kiểu mà mình gieo lộn cho cái người nào đó rồi mình còn rủa xả người ta, còn hăm he, còn thế này thế kia, thử coi người ta trả tiền lại cho mình hay không. Các chị cứ làm thử đi, lỡ như các chị gieo cho ai đó là các chị chờ đợi mà người ta công việc gì đó, người ta chưa bận rộn, người ta chưa có kịp trả lại cho mình, rồi các chị rủa đi thử coi các chị có lấy tiền lại được không, đúng không? Cho nên á, những ai mà đang comment hồi nãy giờ trong những cái video mà các quý vị có đọc á, thì các chị cũng hơi nên á, động não một chút xíu, thử hỏi những gì Chi chia sẻ có đầu có đuôi đàng hoàng. Đồng ý là cái chuyện của Chi bận rộn là chỉ có Chi biết thôi, các chị không thể biết. Nhưng mình phải nghĩ rằng là mình đặt cương vị mình vào cái cương vị của người ta đi. Mình sốt ruột nhưng mà người ta lại không cố ý, mà đó là do cái công việc của Chi nó làm cho Chi phải quên đi trong cái ngày hôm đó, bởi vì cái chuyện nó chuyện nhỏ, cái chuyện không phải là mình để tâm vào. Cho nên là mình không thể nào mà mình nhớ là mình phải làm cái này, mình phải làm cái kia. Khi Chi cầm cái điện thoại lên Chi check thì Chi mới biết được là cái người này nhắn tin cho mình thế này, cái kia, cái nọ. Một ngày là Chi rất là nhiều việc, cho nên không thể nào là một cái chuyện nhỏ xíu đó mà nó làm cho Chi phải nhớ đến Chi phải làm cái việc đó liền ngay lập tức. Mà trong khi đó ở bên ngoài nó Chi không thể nào check cái tài khoản được. Còn cái việc gieo tiền chứ không thể làm mà vội vàng, hay là chứ không có làm một cái cách mà làm ngay lập tức liền được hết á. Tại vì cái việc mà chuyển tiền á, mỗi khi chị chuyển tiền cho bất cứ một cái người nào, chị phải rất là cẩn thận, chị phải xem xét cái số điện thoại đó, cái tên đó có đúng hay không. Rồi mình mở app ngân hàng ra mà mình chuyển tiền, chuyển này chuyển kia là mình phải làm rất là kỹ, chứ không thể nào mà qua loa mà ở đâu đó mình mở lên cái mình chuyển liền cái ngay điều được, đúng không? Mình phải lấy cái số điện thoại người này mình đánh vào, rồi mình sẽ đánh số tiền vào mình coi có đúng hay không. Cho nên nó cũng phải mất cái thời gian khi mình ngồi đâu đó mình mới làm được. Còn chị đi cả ngày ngoài đường chị không thể nào chị làm được cái điều đó hết. Cho nên ở đây chị không nói là chị không thanh minh về cái những cái gì mà chị đã làm. Nhưng Chi chỉ chia sẻ với mọi người để biết được rằng là hoàn cảnh đó, bởi vì Chi không thể check liền cái lúc mà Chi mở lên là Chi không thấy nó qua tiền. Nhưng mà cái lúc chiều tối về có thể là nó vô trong liền sau đó, nhưng mà qua ngày hôm sau khi mà chị ấy chỉ nói thì Chi mới mở điện thoại lên thì Chi mới thấy là tiền nó vô rồi. Đó. Thì lúc đó Chi mới trả lại cho chị đó là sau sáng ngày hôm sau thôi, còn nguyên từ trưa cho tới chiều tối đó là Chi không có check điện thoại luôn, bởi vì mình đang rất là bận luôn mọi người đó. Cho nên khi mà những cái gì mà Chi nói thật sự luôn á, Chi không có nợ nần của chị, đúng không? Chi không có nợ tiền, Chi cũng không có
giật tiền, chị cũng không mượn tiền, chị cũng không, cái này không phải là cái lỗi của mình, nhưng mà do cái cách hành xử của chị làm cho mình rất là bực mình, rất là giận, rất là bức xúc luôn. Cho nên mình muốn chia sẻ để cho mọi người thấy là có những cái người mà trong cuộc sống, có những cái người mà người ta hành xử một cách vô duyên như vậy đó. Rồi còn cái thứ hai, cái thông điệp chị muốn gửi đến là để cho mọi người á hãy cẩn thận hơn khi mà mình làm một cái điều gì đó, chẳng hạn mua hàng trên mạng, gieo tiền cho ai đó, phải nên thật sự rất là cẩn thận, kiểm tra kỹ lưỡng tên tuổi, số tiền, hay là chắc chắn là cái người mà mình chuyển tiền là họ là cái người quen biết của mình, hay là mình đúng là chuyển đúng, hoặc là những người nào chuyển tiền nên chỉ chuyển một đồng thôi. Đó là cái thông điệp mà chị muốn gửi đến trong từng cái video hay là bất cứ những cái gì chị chia sẻ. Chứ không phải là chị lên chị kể cho các bạn, chị thanh minh các bạn là à chị bận rộn quá, chị không có chuyển được mà người ta chửi chị. Không, cái mục đích không phải là như vậy. Cho nên là chị nói thật sự một lần nữa chị nhắc lại rằng là tất cả những cái gì mà chị chia sẻ, chị biết rằng chị sẽ nhận được rất là nhiều ý kiến trái chiều ha. Người nào cũng có thể đặt những cái ý kiến của mình cho những cái comment hết. Nhưng mà chị chỉ nhắn nhẹ các bạn là khi mình viết một cái gì đó, mình nói một cái gì đó, mình hãy suy nghĩ thật kỹ. Hoặc là nếu mình chưa hiểu, mình có thể mình xem video lại một lần nữa và mình hãy suy ngẫm đi, nếu là các bạn thì các bạn sẽ xử sự như thế nào à. Và hoặc là ví dụ như cái sự việc đó nếu mà nó đúng như vậy á, thì các bạn làm hành xử như cái chị này đó thì các bạn có nhận được tiền lại hay không, hay là nếu như các bạn lỡ gieo tiền cho người nào đó rồi thì các bạn sẽ xử lý ra như thế nào, các bạn sẽ liên lạc với người ta bằng cách nào, các bạn nói như thế nào để người ta trả tiền lại cho các bạn, đúng không? Cho nên là khi mình nói cái gì, mình viết một cái gì, mình phải đặt mình vào vị trí của người ta thì mình mới hiểu được. Còn khi mà các bạn chỉ đọc, các bạn nói ô cái bà này bà cố tình bà không có trả tiền lại cho người ta, à, bà không muốn trả lại thế này thế kia đó, rồi á hả, cái đó là những cái mà các bạn tự suy diễn ra. Hay là khi các bạn nghe những gì chị chia sẻ, các bạn cũng vẫn không hiểu luôn. Trong những gì mà chị chia sẻ, luôn luôn lúc nào chị cũng muốn chia sẻ thật là cặn kẽ, xúc tích rõ ràng để các chị có thể hiểu rõ được cái sự việc đó. Còn nếu những ai không hiểu có thể hỏi chị, đặt những câu hỏi chị sẽ giải thích cho mọi người, hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho chị sẽ trả lời cho mọi người hiểu được cái sự việc đó như thế nào ha. Bởi vì chị làm việc đâu đó nó rất là rõ ràng, chị không có làm việc một cách hấp tấp vội vàng ha. Bất cứ những cái chuyện nào cũng vậy, hoặc là mua hàng cũng vậy, khi mà các chị nào mà gọi điện thoại mua hàng chị, với chị cũng vậy luôn, lúc mà chị đang bận thì chị cũng nói à cho em một chút xíu nữa em về em kiểm tra giá cả lại rồi em sẽ nhắn cho chị giá cả rồi gửi bill cho chị luôn, chứ không phải là khi lúc đó à nhiều khi giá chị rõ ràng là chị nhớ giá nhưng mà chị không thể nào mà chị nói à bây giờ cái giá như vậy vậy như vậy như vậy. Tại vì chị muốn làm việc cái đâu đó nó phải rõ ràng, chị về chị gửi bill, chị nhắn tin chị gửi bill, cộng trừ nhân chia cho ra con số đàng hoàng để chị mới gửi bill luôn, chứ chị không có nói bằng miệng đó. Cho nên là những cái sự việc gì đó trong cái lúc mà nó xảy ra thì các chị phải hiểu ha, mình phải hiểu, mình đừng bao giờ mình nghĩ là à tại vì người ta không trả lời cho mình xúc ruột quá cho nên mình mới chửi bới người ta. Cái đó là không có phải là cái lý do mình biện minh cho cái hành động của mình, nó không đúng ha. Có một số bạn cũng nói là tại vì á, ngay cả cái người mà gửi tiền lộn cho chị cũng vậy luôn, khi mà chị chuyển tiền xong chị gọi cho chị nói em rất là giận cái cách hành xử của chị, em chuyển trả tiền lại cho chị rồi nhưng không phải là vì em sợ chị đưa em lên mạng mà em trả cho chị đâu, mà bởi vì mấy trăm đô của chị nó không làm cho em giàu lên cho nên em đã chuyển trả lại cho chị rồi. Cho nên chị á, em nói thật sự với chị làm như vậy em cảm thấy rất là buồn vì cái thái độ của chị, tại vì chị đâu có lạ gì em đâu, đúng không? Chị đã biết mình trên cái mạng xã hội này mấy năm nay rồi chứ đâu phải là mới biết mình đâu, mà lại sợ mất mấy trăm đô mà lại nóng lòng mà rủa xả mình như vậy đó. Cho nên là cái đó là làm cho chị rất là giận luôn, thành ra chị mới nói với chị là chị vẫn nợ em một lời xin lỗi nha chị. Thì chị mới nói là thưa chị xin lỗi em, nhưng mà tại vì chị nhắn tin không thấy em trả lời, đợi em của em từ hôm qua tới nay không thấy em trả lời. Chị mới nói là chị đâu có biết em bận tới cỡ nào, mình phải đặt mình vào cương vị của người ta. Khi mà chị đã nhắn tin 2 lần rồi, có nghĩa là chị cũng yên tâm là tiền của chị không có mất, và chị đã gieo cho em rồi là tiền nó vẫn còn ở đó, chỉ có là bữa nay ngày mai hoặc ngày mốt hoặc là 2-3 ngày nữa chị sẽ nhận được tiền. Nếu mà từ chị gửi tiền cho người ta, nếu mà ta nhận được người ta sẽ trả lại cho chị thôi, là chị không có mất.
Trừ khi nào mà chị chuyển đi rồi chị không biết người đó là ai mà chị nhắn người ta không trả lời luôn, chị gọi người ta không nghe máy luôn, thì lúc đó chị mới sốt ruột, chị nóng lòng, chị rủa xả người ta. Còn đằng này chị nhắn là em nhắn lại liền, chị nhắn là chị mình nhắn liền hai tin luôn cho chị yên tâm luôn. Vậy mà chưa đầy 24 tiếng là chị đã rủa xả mình rồi. Đó. Cho nên cái đó là cái mình muốn chia sẻ để cho mọi người có thể, có nghĩa là mình chia sẻ mình cái bức xúc của mình chia sẻ lên để cho mọi người có thể thấy, để rút kinh nghiệm những cái việc của mình làm sau này thôi. Đó, thì qua những cái câu trả lời của những cái khán giả hay là những cái người comment thì các bạn có thể thấy được rằng đây là những người không biết là có thể là hiểu những cái gì chị nói hay không. Thì cũng hy vọng rằng khi các bạn nói một cái điều gì đó thì các bạn nên suy nghĩ nha, suy nghĩ kỹ lại trước khi mình viết ra những cái gì mình nói. Tại vì khi các bạn viết á, thì ở trên cộng đồng á, người ta đọc vào cái comment của các bạn, có thể các bạn nghĩ rằng à, người ta chỉ đọc thôi, người ta không biết các bạn là ai hết. Nhưng mà qua những cái câu hành văn của mình, những cái cách mà mình trả lời, một cái cách mà mình viết ra thôi, thì người ta cũng hiểu được, đánh giá được là các bạn là cái người ở cái level nào, các bạn suy nghĩ như thế nào, cái tư duy của các bạn ra sao, người ta cũng có thể hiểu được. Ví dụ chị lên đây chị nói chuyện với mọi người thì các bạn có thể đánh giá chị qua những cái lời chị nói hay là những cái gì mà các bạn thấy, đúng không? Thì các bạn nghĩ rằng à, mình lên cộng đồng mạng mình nói chuyện mình cũng phải như thế nào để người ta sẽ đánh giá ra sao, người ta sẽ nhìn vào hình ảnh của mình. Còn các bạn viết ra những cái lời đó thì không có ai đánh giá được các bạn không? Nhưng mà các bạn nghĩ đi, nếu như mình là như thế nào thì mình mới suy nghĩ, mình mới nói ra những cái từ ngữ, những cái câu nói như vậy. Thì trên cuộc sống này, như chị nói á, thật sự luôn á, những cái câu nói, những cái lời nói hay khi mà mình nói ra đó, thì để cho vừa lòng nhau, để cảm thấy rằng là nó đi đến những cái sự việc mà nó tích cực hơn, nó tốt hơn, hay là các bạn nói ra để nó xảy ra những cái việc mà tiêu cực hơn, hoặc là làm cho những cái người khác, người ta cảm thấy người ta ghét mình, người ta không thích mình, hay là người ta mất thiện cảm với mình. Vậy thì các bạn nên chọn cái nào, đúng không? Cũng những là cái cách hành, có nghĩa là cũng là những cái câu nói góp ý, những cái câu nói mà chia sẻ, thì các bạn có thể phân tích ra cái sự việc đó nó như thế nào, chứ không phải là các bạn nói à, người ta đã trả tiền, người ta chuyển tiền cho mình, người ta sốt ruột mà mình công việc của mình thì tự mình biết chứ người ta đâu có biết. Ủa vậy thì cái chuyện đó không phải là cái chuyện, là chuyện không phải của mình, đúng không? Chuyện các chị chuyển nhầm tiền cho chi, đó là việc của các chị, đó có lỗi của các chị rồi. Còn cái việc mà chi bận là các chị nghĩ là à, cái chuyện chi bận thì chi biết, chứ còn sao mà chi thanh minh thanh nga với ai. Chi không thanh minh. Đây là chi chỉ kể cho mọi người nghe là trong cái ngày hôm đó, vì sao mà chi không có check bank trong ngày hôm đó được, và cho đến sáng ngày hôm sau vì sao chi sáng sớm chi cũng không có trả lời cho chị được. Tại vì công việc của chi đó không phải là chỉ quan trọng là cái việc của chị đó không, mà có hàng trăm hàng ngàn khác cái công việc khác nó quan trọng hơn rất là nhiều. Các chị biết không? Còn chị đã nhắn, đã chuyển lộn cho mình rồi, mình đã nhắn cho chị rồi là yên tâm là tiền của chị không có mất, nó nằm đó, nó không mất. Ví dụ như ngày hôm nay hoặc là ngày mai thì chị sẽ trả lại, nếu mà chị check băng là sẽ trả lại, hoặc là mình nhắc người ta, mình gọi người ta để mà người ta nhớ đến cái việc của mình thôi, chứ không phải bằng cách mà mình nhắn cho người ta mới có buổi trưa cho tới buổi tối thôi, là buổi sáng ngày hôm sau mình rủa xả người ta rồi, là mình đòi đưa người ta lên mạng lời rồi. Chưa đầy 24 tiếng thì như vậy là quá vội vàng, quá hồ đồ đó. Thành ra cái đó là chi nói thật luôn á, là mình không nói ở đây ai đúng ai sai, chi không nói chi đúng chi sai, nhưng chi chỉ nói các bạn đặt vào cương vị của các bạn thì các bạn sẽ xử lý như thế nào. Đó, chi đã kể rõ ràng trong cái video trước rồi. Nếu các chị nào chưa có coi video trước, các chị có thể vào xem cái video trước để các chị có thể hiểu rõ là chi đã nói từ đầu đến đuôi như thế nào, cái câu chuyện nó ra sao. Và một lần nữa, trong video này cũng vậy, chi chỉ nói rằng những gì chi chia sẻ đó là những cái thông điệp chị muốn gửi đến cho tất cả mọi người, rằng trong cái cách hành xử của mình, trong bất cứ xảy ra trong cái sự việc nào, thì mình cũng nên chọn cái sự nói chuyện nó tử tế, nó nhẹ nhàng, một cái cách giải quyết để cho cái sự việc đó nó có được một cái kết quả tốt đẹp, chứ không phải là bằng cách mà mình hăm dọa, mình hù dọa, hoặc là mình chửi bới người ta, hoặc là mình nói những cái từ nặng nề xúc phạm người khác để mà có thể là mình mong muốn đạt được cái việc mà mình cho là nó hợp lý đối với mình, đúng không? Cho nên đó là những cái mà chị chỉ muốn gửi đến thông điệp cho tất cả mọi người thôi. Và một cái chính duy nhất
Mà trong cái video đó chị muốn nói rằng là tất cả những ai gieo tiền mua bán hàng ở trên mạng online, trước khi muốn chuyển tiền cho một người nào đó thì nên check chuyển trước 1 đồng. Đừng có để tránh ra cái việc mà mình chuyển hết một cái cục tiền đó mà nhầm cho một cái người nào khác rồi. May mắn là các bạn chuyển cho những người mà quen biết với mình á, người ta tử tế, người ta trả lại cho mình. Còn nếu lỡ như mình đánh sai một cái số điện thoại thôi, nó lạc qua một cái số nào khác rồi là coi như mình không thể biết người đó là ai, mình liên lạc với người ta để mà người ta trả tiền lại cho mình luôn. Thì lúc đó thì làm sao? Chỉ cần số điện thoại nó khác thôi là nó sẽ đi qua một cái tài khoản khác, một cái số người khác. Tại vì hầu như bây giờ á, mà người ta gieo tiền, thông thường người ta sẽ lấy cái số điện thoại để người ta nhận tiền và gieo tiền, đúng không? Cho nên khi cái số điện thoại các bạn chỉ cần lộ một con số thôi là cái tiền tài khoản các bạn sẽ đi qua một cái tài khoản khác. Đó là cái cách mà chị đang nhắc nhở mọi người nên cẩn thận khi mà mình chuyển tiền hoặc là giao dịch ở trên mạng đó. Cho nên khi các bạn xem những video của chị á, thì các bạn nên quan tâm đến những cái điều tích cực mà chị muốn chia sẻ với mọi người. Chị muốn chia sẻ để cho mọi người có thể thấy được những cái lợi ích của tất cả các quý vị khi xem video của mình, chứ không phải là khi mình đưa lên để tạo cái drama, để cho các bạn lên để các bạn xỉa xói, các bạn chửi bới các bạn, để cho làm những cái video của chị nó viral. Chị không có mục đích như vậy nha mọi người nha. Chị không có mục đích mà lên trên mạng câu view câu like bằng cách mà đưa những cái đề tài lên để giật gân giật cốt hay là câu view thu hút like view giống như những người khác. Ở đây chị làm bằng những cái gì mà mình chia sẻ, nếu mà cái đó lợi ích đến cho tất cả quý vị khán giả là chị mới làm nha. Còn về bản thân chị á, là chị có nhiều cách kiếm tiền lắm, chứ không phải là cái cách kiếm tiền mà lên mà kiếm câu like rẻ tiền. Đó không phải công việc của chị nha mọi người nha. Đó, rồi chị hy vọng rằng những cái video của chị sẽ gửi đến cho tất cả các bạn những cái giá trị mà các bạn có thể nhận được, và các bạn luôn yêu mến, luôn đồng hành với chị trong những cái video hay là trong những cái việc kinh doanh của chị. Thì các bạn thích chị, các bạn quan tâm những cái gì chị chia sẻ thì các bạn mua hàng ủng hộ giùm chị. Chị cảm ơn mọi người rất là nhiều, tạo động lực cho chị có thể những cái gì đó nó hay ho thì chị sẽ lên chị tiếp tục chia sẻ với mọi người. Đó, còn nếu mà các bạn không thích mình cũng không sao, các bạn xem cho vui, giải trí cũng được. Nhưng mà đừng có để lại những cái lời nói mà nó thiếu suy nghĩ, để cho người khác sẽ nhìn vào những cái comment của mình, những cái câu của mình viết mà người ta đánh giá không tốt về con người của mình. Thì cái đó nó cũng không có hay, nó không có tốt ở trên những cái video mà chị hay để lên. Bởi vậy cho nên là khi mà chị thấy những cái video, những cái comment mà nó thiếu tế nhị hay là có mang tính chất mà gọi là chửi bới nhục mạ này kia là chị xóa liền à, chị không bao giờ chị để hết á. Cho nên là chị chỉ nhắn nhủ với những ai mà đang, có nghĩa là chơi mạng xã hội, thì các bạn nên hãy làm một cái những cái người mà gọi là văn minh lịch sự, ngay cả kể cả người ta không biết mình là ai, nhưng mà mình nói chuyện hay mình viết hay là mình làm một cái gì đó cũng phải để cho người ta sẽ phải đánh giá mình là một cái người có văn minh, có lịch sự, có văn hóa. Chứ đừng có để nghĩ là người ta không thấy mặt mình rồi là mình muốn biết sao mình biết, mình muốn nói sao nói nha. Rồi, chị cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã lắng nghe cái video của chị ngày hôm nay. Và chị chúc cho tất cả các quý vị luôn luôn lúc nào trong cuộc sống cũng gặp nhiều may mắn và thật nhiều sức khỏe. Rồi, chị cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Nhớ các bạn thích cái video của chị thì cho chị một cái like nha, giúp cho video của chị lan tỏa cho những người khác người ta xem. Và các bạn ơi, nếu các bạn nào chưa có đăng ký, nhớ đăng ký kênh của chị cố gắng chia sẻ những cái video hữu ích cho tất cả mọi người, và các bạn sẽ xem được những video ngay những cái lúc đầu tiên mà chị sẽ đăng video, bằng cách là các bạn bấm chuông đăng ký, bấm vào cái chuông giùm chị nha, bấm subscribe xong rồi bấm luôn cái chuông thì các bạn sẽ nhận được những cái video mới nhất mà chị đăng lên. Rồi, chị cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Bye bye, xin chào tạm biệt cả nhà.